Có lên rồi ta căng bòm thả lưới, gác chèo lên ta nướng khô khoai. Còn này gió lên đi cho thằng lúa nó thổi cháy lên rồi ta lấy than nướng nó lên. Đố lúa cái này cái gì? Tôi nói trong vòng 20 giây, 1, 2, 3, 4, 5. Chưa hỏi mà. Thì tôi đố mày cái này cái gì? Cây... Cây gõ vô đầu. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Nông Lúa Đồng Tháp nha. Hôm nay Hằng Giang với chú Út sẽ cùng đi bắt cá với chú Hà Lúa miền Tây. Giờ mình xuống mò được chưa Thanh? Xuống được luôn hả? Cá bự á. Lâu nay có con cái này là thôi chứ không. Con này là trong con nó này. Học á. Không chạy gì dữ vậy trời. Bạn kia vậy con cá sao mua chịu lắm bự tao bắt không có nổi chứ đây nó nằm đây hả? Đâu đây cá này chắc chạy lẹ rồi đó. Cái này anh Tú ơi, cái này anh Tú ơi, chồng ơi. Im nè năng niu luôn kìa, ghê quá chú Thông, hay quá, quăng lên đây luôn chú Thông ơi, con lụm luôn chi mảnh. Vì là cá nó chịu năng liêu hả anh Thọc? Ừ. Bỡ nó từ từ lên. Đừng có dùng bạo lực, nhẹ nhàng thôi. Trời ơi, đừng lắm cá cả nhà ơi. Gần đầy con xô luôn rồi nè. Lụm được cũng biết kiếp rồi. Trời ơi cá đây nữa. Rồi rồi em thấy rồi. Cá linh nè cả nhà. Cá này Vinh. Bắt cá là một nắm vậy nè. Đâu rồi, không đi bị đó, ta đi
gì mà sao mặn vậy nè? Anh chủ ao anh muôn tặng cho mấy chú cháu mình mới cá nè nha cả nhà. Đây có cá linh, cá mì dinh với mấy cá lóc. Giờ mình sẽ nướng tại đây mình ăn luôn nha. Ôi ôi, chú đang chuẩn bị cây khô nha cả nhà để mình nướng cá nha, dữ lắm rồi. Ở đây xong đang dọn dẹp. Đây là cây ớt đúng không? Ớt. Ớt khô. Hàng dữ lắm hàng. Cái đống trà này nước nhiêu cá cho hết trời. Giang cũng đang kiếm củi luôn nha. Nghe nói cái muốn xỉu luôn. Bắt hồ. Hello cả nhà. Chú hai. Cả nhà ơi bắt cá. Bắt cá bây giờ đói dữ lắm, đói rồi chú Tú đi đi tìm kiếm thực phẩm nha. Nước không? Cho nước luôn đi mấy chị ơi, mấy chị ơi, cô ơi. Khỏi luôn đi. Nãy giờ bắt cá đói dữ lắm, đói rồi. Chú Tú. Cảm ơn nhiều luôn. Nước ngon Tú. Bánh kẹo luôn, mì luôn. Ở ngoài này đâu ăn nữa. Giờ con chó nè. Ừ. Tụi nó qua đây không? Quen mà. Rồi cháu. Có muối luôn. Vậy sao? Ở dưới ba đã xong làm gì đây? Que đi chút khổ cá nước. Dữ lắm chú Tú cũng đói bụng mà không đi quyên góp và đồ ăn rồi xong. Mấy con mấy con cá lóc vậy? Chú Tú nói giùm con trong thùng mấy con cá lóc hả? Đó mà anh kia lại vô cũng bốn con. Bỏ mà bốn con. Còn mấy ống trời. Cho mình nè mấy anh chủ hầm cho mình bốn con cá lóc xong ơi. Năm con. Năm cá lóc nha. Này đó à, chú Tú nha, chú Hà Lúa, ba là xong, Giang, Út với lại mời cả nhà ông Minh cả nhà ơi. Đặc biệt là cái chú Hồng ba chú cháu người Tây cả nhà ơi. Lần đầu tiên nha, lần đầu tiên gặp chú Hồng luôn. Bừng bừng chúc mừng Ngọc. Có anh em với anh Thao cả. Giờ mọi người sẽ chuẩn bị nướng cá. Ủa Thanh đâu chú Tú? Đội cá rồi trong bếp mày nói chẳng. Trời ơi cá mà phải đội. Cái bắp này chứ hồi cũng kéo dữ lắm nè anh Thao. Rồi con chào chú luôn nha. Kẻ kẻ cái nước nè. Nước cá là khẽ rồi. Bẻ củi, bẻ củi ở đây rồi mình nướng ở đâu Út ơi? Nướng bên kia để bên này xài không của người ta. Khéo xài của người ta. Bên này à. Bên cái góc đất chống mình đó đó. Dạ, rồi. Và bên chỗ đất tới mình đó phải không? Cái chỗ nào lấy cái càng. Sao mình không có chuồng gối mình của tôi của mình ta? Ôi chú lúa hay quá trời ơi. Chuồng gối đâu không? Quá chuồng gối. Mẹ được không chứ? Ừ. Ba cái này gầm nhòi chuồng lúa. Phải
ăn hồng à. Tại hỏi bẻ rẻ luôn cho coi là. Ai có cái búa kìa. Để cho bo. Giờ là mọi người dữ lắm, đói bụng luôn rồi, cho nên là không có kịp vô nhà luôn nha. Cả nhà mình nướng cá mình ăn tại chỗ luôn. Mày đâu ăn nổi. Anh cũng đói bụng luôn rồi anh Thông ơi. Cá lóc vẫn là bài cũ nha cả nhà. Cá lóc nướng, nướng rơm hả Út? Nướng rơm. Con này không phải rơm mà cỏ. Cỏ khô và gốc bắp khô. Rồi, tận dụng cả nhà ơi, mình tận dụng những gì có sẵn nha. Không, cái này mình nướng ở đây, mình khúc này mình để than mình nướng ba cái mì dinh được không ta? Cái này, dơm này với cái này nướng cá lóc đi. Coi cái bụng. Này mình để đốt đây nè. Đi đây, dơ dơm đây, dơ dơm đây. Rồi đưa dơm vô. Đốt cá lóc chứ. Dữ lắm đói rồi. Rồi, cho lửa lên. Đủ chưa, nhiêu nó đủ không á? Chưa anh Thông ơi, chưa anh Thông ơi. Thiếu anh Thông. Đốt chưa, chứ không đốt chưa? Đốt chưa? Chưa. Đốt thì thấy thêm mới cây luôn. Ủa chăm luôn rồi đó hả? Cây ớt khô nha cả nhà và cỏ. Rồi cho cháy hồi đi. Lấy cái bọc ra, lấy cái bọc ra. Chú Tú đang kiếm thêm nhiên liệu cho mình. Ba la xong và chú Hai, chú Lúa đang rửa cá Linh. Dạ, nóng như đây. Nóng xong nóng chạy. Không nóng sao cá chín. Mấy cây ớt nó kém vậy? Đi nhiêu đó là chín thôi bà. Tan. Củi ớt khang dữ lắm. Đám bắp nâu này tốt ghê hả Giang? Ta mới thu hoạch á. Mấy cô nãy mới cắt về á. Được rồi. Đủ rồi. Thấy cá chưa? Hay quá chú Tú ơi. Tìm mới rồi. Đẹp quá. Có năng lượng vô rồi đó. Có năng lượng rồi đó, chơi ổn mì không nữa có năng lượng rồi. Quất đủ trái xài đi, đủ năng lượng đó. Quất rồi. Quất trái xài luôn rồi đó. Làm trái. Không, tôi đói, cái tính tôi xấu lắm, cái gì tôi ăn được chứ. Nè, chú Hai trả lời nhanh 1 phút 30 giây nha, cây này là cây gì? Cây gỗ. Hay, đúng. Cái gỗ đó kêu bằng cây cao. Đố ba xong cây gì? Cây này không phải cây cao. Biết cây này cái gì không? Dừa kiển. Nói chung lại là nó có là cái cây. Đố lúa cây này cây gì? Tôi nói trong vòng 20 giây, 1 2 3 4 5. Chưa hỏi mà. Thì tôi đố mày cây này cây gì? Cây cây gõ vô đầu. Biết luôn, né luôn. Con hàng thử ra ra sao? Ô chín rồi quên. Quá nắng, quá nóng chứ. Chưa nghe. Được bung ra quá đâu. Cái đầu nó còn trắng á. Chín rồi. Con thấy cái đầu nó còn hơi trắng trắng ở dưới rồi. Chưa rồi, đúng rồi, chưa rồi. Bọn ấy mình nướng cá xong mình chui vô hàng bắp nè, mình ăn. Cùng hai vô cùng hai nước. Thì trốn. Đây có bên này nè. Đúng đó, ý kiến anh hay đó. Qua bên xài ha chú Tú. Ừ. Nhưng mà mình chừa lại một lá đi, rồi mình lấy cá ra kìa. Rồi cái kia mình chảy bên. À, xong rồi cái này mình thổi gió mau xong rồi, du mỏi thổi xong rồi. Vừa thổi thì xong. Đâu thổi anh Tú ơi. Hay quá. Đó.
lớp đó bụng lớp cắt nước nữa, không có nước uống nha, đá đỡ. Dán chút xíu coi cá ăn. Dán chút xíu coi cá. Em trời chú hai đang dùng kinh công hết trơn luôn ha, giúp cá hết trơn khỏi cào luôn trời, làm hai cái nữa rồi xong liền tới rồi thiệt quê. Chú Hồng ơi, còn nó chưa đây, lấy miếng lá rồi đây, cây đem cái miếng lá vào bệnh rồi, thằng cầm con quốc đi ngồi cạp luôn, con này chưa ăn túi ơi, còn bự chưa ăn túi ơi, chưa dạ không biết nóng hả trời, nóng gì nữa, nóng giờ đói rồi, con này chưa hết nóng rồi, có đây chưa nè, rồi đây đi nấu chứ cái tay mình trở liền tiếp gì bớt nóng. Thời tiết hiện tại bây giờ là tầm khoảng 32 độ. 50. Này ở đây 50 đó. Quá ngon luôn rồi nè. Ôi, trong chỗ cái đóng đóng lửa. Cảm giác ngon quá. Thơm phức rồi. Chạo bằng cây bắp luôn nha cả nhà, cây bắp khô. Rồi chỗ này khoảng chừng 75 độ chứ 50. Út đang tăng cường thêm củi để mình nướng cá linh. Đúng chưa? Đúng rồi đó. Để cho chú lú dùng kinh công đi. Nội công của ổng luôn. Thấy rồi. Thấy rồi, hay quá. Hay quá chú Hai ơi. Chở lên luôn. Có lên rồi, ta căng bòm thả lưới gác chèo lên ta. Gió lên đi cho thằng lúa nó thổi cháy lên rồi ta lấy than nướng cái lên. Vui quá cả nhà ơi. Không được luôn nữa. Tủ bảng vào làm cũng được chứ. Đó. Như vậy đủ than nướng rồi đó cả nhà ơi. Thích giờ hai thước nè. Năm mươi, năm mốt, năm hai, năm ba, hôm quá có nước rồi. Năm sáu, năm bảy, năm tám, năm chín, sáu mươi, năm mốt, năm hai, cái ba độ. Nước đi cả nhà ơi, dữ lắm nước ơi. Ở đâu vậy, ở đâu đó à? Cái chòi đó của ông anh. Hỏi xin ông miếng bưng nguyên thùng luôn. Có ông đáng không, hỏi xin. Có. Tiếp tục thì bà là xong làm cái đồ nghề gì nữa đây? Chà mà chạy cũng được luôn trời. Cái gì chơi cũng được nha, tại vì nó có cái kẻ sức sẵn nè. Chắc là làm cái nẹp nướng phải không? Giọng đi, cầm cái dao lên giọng, giọng xuống. Chưa. Chưa. Cái này nữa đi. Nắng xe ha, không nắng đi. Cái này thì chẻ không nổi mà. Đấy, hết đầu công đâu. Chẻ cái dừa nè, đừng có chẻ cái chết. Cái dừa là vác hai người ngồi hai khóc rồi vác cái ăn giữa nướng. Rồi banh ra đưa hai cái mà dính vô coi. Xích này chút xíu thôi. Banh ra. Banh ra, banh ra. Banh ra. Banh ra. Banh ra anh Tú ơi. Banh ra anh Tú ơi. Rồi đưa vô. Rồi, rồi cái mà dính đâu đưa vô. Rồi đưa vô đưa cho. Rồi chút đưa vô. Hướng nướng kiểu kiểu mới. Kiểu Ấn Độ. Đây là cái nẹp. Cái mà dính nẹp chàm. Cố lên chút nữa coi. Rồi ok. Rồi một con. Cái chú đó lại cái chú này nè. Rồi. Rồi hai con. Rồi. Rồi cái linh mình có vô luôn không? Không. Cái linh có dĩ rồi. Trời ơi. Người cầm đầu, dép lên đi. Trời ơi. Bóp làm dĩ cũng được vậy. Được luôn kìa. Ôi nẹp quá đẹp. Trời ơi. Luôn không? Đây là đầu ngày của chú Tú. Dĩ vậy này mình kẹp nướng cái linh. Ừ. Bữa nay mình toàn nẹp dữ không mà ta ơi. Cái mà linh thì nẹp chàm, cái linh thì nẹp cây bắp. Cái đắp mình nẹp cá linh rồi ăn nướng nó ngọt ngọt luôn nên mà không biết trẻ được không anh nè. Mới trẻ cái này vô làm hai. Ừ hai con sập để vô nướng luôn. Đây. Rồi cứng hết kìa. Yeah. Cứng rồi đó. Chín rồi, ăn được rồi. Nó thấp chút nữa đi không? Phải bây giờ gì đi, hai người ngồi. Hai người ngồi vác cái cây nướng. Ngồi kế bếp lửa nướng.
cá được. Chín là mình chín luôn. Ngồi vậy luôn á hả? Giác luôn á. Đất kìa. Xét vô hút đất kìa. Áo kìa. Nằm xuống thôi thà xong. Nằm xuống. À đất ơi. Xong rồi là xong. Bắt cá thì hay lấy thân mình làm đạp giờ nướng cá. Rồi bỏ cái mặt luôn. Chín cái mặt trước. Khỏi đắp mặt nạ luôn. Để vô đây, để đây đi. Thấp xuống nữa đâu? Thấp xuống khét. Đi đi, chút xíu à, cá này nhát lửa lắm. Thấp xuống cái cây không? Cái gì? Than không chắc không cháy. Vừa không cái bắp vừa không anh Tú? Vừa. Đủ không Tú? Còn nó hay vậy? Còn ba con. Đó, thấy không? Vàng xuống góc chút nữa đi. Cá này nhanh chín rồi. Té xuống góc chút nữa thì mình chút nữa bưng hai cây bự qua mình kê lên anh Tú. Cái gì là cái dĩ của ba đã xong bãi rồi hả? Bãi bỏ rồi, dĩ này khó nướng. Chuyển qua nẹp bắp. Chuyển ra hồi lấy cái lép lắp máy nướng luôn à. Cái cá linh này con nào con nấy biết nói chuyện luôn á trời. Hết không? Có kiếm gì? Chưa, để đi kiếm con gì chị. Có khó không ta? Trời. Gặp đâu. Gỡ cây lên luôn rồi. Bữa nay mình sẽ được chú hai nướng cá cho ăn luôn nha. Rồi cái cây này qua luôn. Mọi người sẽ chuẩn bị hai cái cây này nha cả nhà để mình nướng cá linh. Hai cây giác được ở nhà ngoài nhà đem dân nha cả nhà. Dạ. Nướng cá linh chút nữa. Hiện tại là bây giờ hai chị em Hằng Giang đang có mặt ở An Giang nha cả nhà, chỗ gần nhà của chú Lúa. Mình bắt cá sáng giờ rồi, giờ mình nướng cá mình ăn. Quá hấp dẫn rồi. Củi này banh ra hồi nãy là hết. Sao anh kịp kịp chứ anh? Nhét bên này. Bên đây nè. Rồi con đi. Cái dụng cái mình giúp da. Nhét được không? Chín nó vậy. Rồi. Có hàng cá. Vô là nhà ơi, có hàng cá mà vinh mà trẻ luôn cái chòm vô vậy nè. Nướng. Coi chừng nó cong quá nó gãy luôn nha em Túc. Cá lệnh hả? Còn cái gì mình trở lại cho anh hẳn ra. Đút cây này ra. Trở. Đó cứng rồi đó. Trời ơi. Rồi công lên gậy dân người cá chim bên kia. Bên bên kia. Ba là xong cái gì làm được. Hay quá xong ơi. Chuyện một khó khăn để cho con mà xong làm được nó gì. Nhỏ bình thường. Dữ lắm hơn mày nghe cả nhà. Chú Hai ơi, hai con cá mẹ sao rồi chú Hai? Gần ấy rồi. Lấy cái cây cái chim này. Chim lại luôn. Trời không? Cho bay. Ôi được rồi đó. Coi cái coi. Quá đẹp. Ô la la. Chuyện mở cả nhà rồi. Quá trời quá. Hay anh Thông ơi. Ai thiết kế à? Anh Thông ơi. Quá hay anh Thông ơi. Cho chào tay đi cho anh Thông đi. Hay quá, vỗ tay đi, vỗ tay lên. Mà nướng không. Vỗ tay lên trời, vỗ tay đi. Gãy. Vậy. Gãy cá kìa. Sao vậy? Sao gãy? Dướng cái linh đó. Dướng cái linh. Ui da. Trời nóng quá. Nóng quá. thử lửa. Tình nóng không? Nóng bắt cục than bỏ trên tay nóng. Bây giờ là mình đã chín được hai con cá mè đó nha cả nhà. Mình còn cá linh nữa là mình sẽ thưởng thức được rồi. Ui. Để có hai cho mặn mặn khỏi chấm muối. Ốc ơi, mấy con cá linh nó bên đây nó vàng rồi. Đó ngon hay không? Ngon dữ lắm, ngon luôn rồi. Thứ nào mà chịu nổi không cả nhà ơi. Mày chấm dùng ớt, mày nhai một cái. Cái này chắc thả bè nữa xong ơi. Thả bè xong ơi. Có ai đóng bè chưa? Cá dữ lắm ngon rồi, đóng bè đi. Đóng bè hả? Làm tôi vô trước à. Rồi, anh Thông chính rồi đó nha. Rồi, chú Thông vô. Gỡ luôn. Đừng gỡ đi vậy đó. Ôi, cá linh của mình chín luôn nha cả nhà đây. Chín luôn. Rồi, bye bye. Cái này nặng dữ lắm, giang với chú Tú mới khiêng vô mới được. Thôi ta đi, mình ơn cho giang cái hàng. Ê, mình vô mình thưởng thức thử coi. Trời ơi. Rồi, vô luôn anh ơi. Cái nhà lá vườn. Một lỗ cho anh nha, chuyện cái lỗ. Rồi, mời cả nhà ăn cá luôn cả nhà ơi. Mời cả nhà thưởng thức cá lóc, cá mè vinh, cá linh nướng nha cả nhà. Cá linh nướng nẹp bắp, cá mè vinh nướng nẹp tràm.
cá lóc nướng rơm cỏ, cá lóc cái này chín, cá lòng tông xèo nhào vô bà con. Rồi ta cũng kiếm vô trong vườn xài. Rồi mời cả nhà cùng hướng nha, thử rồi mời cả nhà ăn cá linh nha. Vô trời ơi, cái bắp nó ngọt luôn. Ăn cá linh mới chịu à, thử anh ơi, thử cá linh coi. Cá đồng à, vô con bẻ con coi thử nha. Nó ngon nè, lắm nó ngon anh không ơi. Ôi mỡ béo chấm muối. Ừ coi nè nát dạ mời cả nhà nha. Đúng cá bự nè, ăn đi ăn đi, lên vườn xài quá mát cả nhà. Mời cả nhà có cá linh bự chà bá luôn. Mời cả nhà cá đậu cá linh nha. Mời cả nhà nha. Ai cũng thích cá linh thôi, bởi vậy hồi nãy tôi ăn lựa cá linh lại là đúng đắn. Quá mát luôn. Dạ. Cái đầu béo thiệt. Ngon lắm. Cá linh mà thằng cá nào cũng thế. Cẩn thận nha. Hên bữa nay có em không muối nào nè hàng mà con quá béo cá lóc luôn hả, cá lóc ta bộ miếng con ơi, khui cá lóc coi em khui ta chú Hà khui đi, từ từ để khui cá lóc đi. Này cá mì dinh ngon nữa kìa, không khui đi anh Thông, khui cá mì dinh anh Thông, cá mì dinh ra ra anh Thông. Ờ chú Hà ơi, mình ăn hết luôn à, chín hết rồi ơi. Đây nè cá lóc phải khui vậy nè, bẻ cái đầu sao khui này camera. Rồi cái mình ta khui vậy nè. Dạ cảm ơn chú Hà. Ăn sao anh Tú? Mình đó là khui gì nè, con ăn miếng cá lóc này trước nha chú Tú, rồi hồi con sẽ ăn con cá linh của chú Tú sao. Mời cả nhà nha, mời cả nhà cá lóc nước. Rồi đừng đem thông qua mình béo, biết nó béo luôn mà nó ngọt chưa từng, hay là đói ăn nó ngon ta không chú ta. Cũng lúc em cá linh có lẽ là vậy, cá linh ngon không, qua tiệc cũng 5 năm vậy đó không, mà nói chung mà đồ mình nướng mình ăn liền là ngon. Đi ăn cá còn sống nữa anh Tú, bắt lên mình nướng thứ nào chịu nổi mày. Ăn người ta có chết. Ngon thiếu gì không, thôi được rồi đừng nhắc thiếu gì đấy hả, thiếu gì đấy à. Hiểu trơn à, ủa sao ba đây chút muối dữa là để mình ăn cho anh nướng. Đúng rồi đó chú Hai, cá lóc ngon đó, cá lóc nướng chín chưa ha, cá lóc nhỏ nhỏ này nướng không, luôn bị sương lắm à, quá sương rồi. Cá linh ăn phải từ từ nha, có một mình bữa nay trên đói đã luôn hả, hai giờ con nữa hả, một cái trứng thôi, một cái trứng ừ. Rồi con cảm ơn chú Tú nha, nãy chồng ăn cơm đi, đâu có chứ đi chồng làm gì, vô ngồi nghỉ mệt cái xe mẹ, quá ngon cả nhà ơi, cơm dình chẳng ngon lắm á, béo rồi không ngờ luôn, trời mình bóc trúng cá không tiếp tục ngờ, con cá linh của chú Tú tặng nha. Ủa nó ngon, mời cả nhà nha, cả nhà xương nha, lột vỏ nha, cái da vỏ không á, hiện tại bây giờ mới có 1:30 chiều rồi cả nhà, công nhận cũng đâu có sớm vậy, ăn được đã gì đâu cả nhà ơi. Xong làm gì xong mỗi xong lọt chưa à. Giờ mình thưởng thức con cá lóc đồng nướng nha. Dạ. Nếu mà ăn nhiều quá mới có sao không nữa. Không. Bữa ngày đâu có sao đâu. Đêm mới có sao. Mời cả nhà nghe cả nhà. Không tròn mà không tròn miếng thịt nữa luôn. Dễ nó không ngọt cá linh. Dễ bạn cá linh. Thơm hơn, nó thơm hơn cái linh. Còn cái rô phi á, anh nướng thì ăn ngon cực kỳ. Thịt nó dai thơm. Còn cái rô phi á, anh làm gì ăn không? Bớ bẹt. Nướng mình nướng á, bữa nay mình ăn gì nữa không nè. Chứ mình để nó lâu quá nguội, ăn không ngon. Nè, được hành tốt. Dạ, biết ăn luôn, không ăn được. Nướng mình ăn liền nó còn nóng hết chứ mày. Ừ. Để nguội. Rồi nó khô, nó tấp ập à. Ừ. Mời cả nhà ăn con cá linh nữa nghe. Cái mì dịch ăn cái đầu nó mới ngon. Wow.
ngon không? Chơi cái đầu lên đó. Không à, quất cái đầu con cá ấy đi, còn con. Tám ăn đi. Còn cá. Còn cá mà. Này mời cả nhà nha, cái đầu con cá mày Vinh nướng cả nhà. Thật thà không ăn, ăn cái đầu con cá mới chịu à. Chú Tú nói cái đầu ngon kìa. Tú mới nói mà, cái đầu ngon. Kéo lắm. Đầu con gì? Đầu con cá mày Vinh. Cái đó bên nội cho chứ bên ngoại không cho đó. Cho ngộ hết ta. Mình ăn cái gì mình bóc ngon ha. Bóc ngon. Ngon nó ngon nhất anh biết cái lúc nào không? Lúc nào? Cái lúc mà ăn xong rồi cầm cái tay mình núp núp á. Vậy chứ. Hay quá xong ơi. Quá ngon. Cá nó đẹp mà cái tay nó không có đẹp. Chú Tú lộn sao mà hết trơn cái da luôn hay vậy ta. Tú bỏ này đi trời. Sao anh Tám cái đậu cái bà Vinh ngon. Ngon lắm anh ơi. Em đi. Còn cái. Ừ. Thử cái nữa ha. Ừ. Đậu nè má. Nè đậu nè. Trước đi. Buổi trưa nướng cá ngoài đồng lên cái vườn xoài này ăn gió mát hiu hiu cả nhà ơi. Ăn xong rồi có cái võng ngăn ngủ cái nữa ha. Đó là một điều tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Không biết đường về luôn á. Có võng mới đã. Ừ. Trên vườn này mát ghê luôn. Để dòng dòng xoài. Võng này nói tới anh Thông. Bây giờ cũng chưa rồi, để cho mấy chú với lại để cho mấy chú ăn cá nha cả nhà. Không không ăn cỡ ha. Xin kết thúc clip ở đây. Tại vì mọi người cũng mệt rồi. Mình ăn sống này rồi mình cũng về nghỉ ngơi cả nhà ơi. Chào tạm biệt cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã xem clip của kênh Vung Lúa Đồng Tháp. Hẹn gặp cả nhà vào các clip sau. Chúc cả nhà có một buổi trưa vui vẻ. Chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà. Bye bye cả nhà.